chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự chiều nay thứ ba, ngày 5 tháng 1 năm 2016 của đài phát thanh và truyền hình Long An. Phần tin trong tỉnh mở đầu có những nội dung đáng chú ý sau: Đại hội lần thứ sáu Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An thành công tốt đẹp quận Chính Hưng quán triệt kết quả hội nghị lần thứ 13 ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thị trấn Cần Đức, huyện Cần Đức. Huyện Tân Hưng, hàng chục hecta lúa vụ Đông Xuân bị đổ ngã. Phần tin trong nước và thế giới sẽ kết thúc chương trình thời sự này. Bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Chiều nay ngày 5 tháng 1 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Đỗ Hữu Lâm chủ trì phiên họp tháng 1 năm 2016 nhằm triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Long An. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy ông Trần Văn Cần đến dự. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong năm 2015 còn nhiều khó khăn thách thức nhưng được sự tập trung chỉ đạo và điều hành của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh cùng việc quyết tâm thực hiện của các ngành các cấp trên các lĩnh vực kinh tế xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,6%, dự kế hoạch và cao hơn năm trước 0,6%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, về thu hút đầu tư tăng khá tốt, vốn thu hút trong nước tăng 19%, vốn FDI tăng 1,9 lần so với năm 2014. Về đầu tư phát triển, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 26.000 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ, chiếm 35,3% GDP trên các lĩnh vực văn quá xã hội nhất là an sinh xã hội có chuyển biến tích cực giữ vững ổn định an ninh chính trị trật tự xã hội và hoạt động của hệ thống chính trị Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, năm 2016-2020. Do đó, việc xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2016 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo đà rất thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội cho những năm tiếp theo. Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu đề ra trong năm 2016 của tỉnh là tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh tăng khoảng 9%, Bình quân đầu người 50 triệu đồng một người một năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu gần 4.300 triệu đô la Mỹ, giá trị kim ngạch nhập khẩu trên 3.200 triệu đô la Mỹ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm từ 40 cho đến 42% GRDP. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 8.100 tỷ đồng. Tại buổi họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Đỗ Hữu Lâm yêu cầu các ngành, lĩnh vực các cấp căn cứ nhiệm vụ chức năng của mình để lập kế hoạch và hướng dẫn quyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016. Trong hai ngày 4 và 5 tháng 1 năm 2016, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh Long An tổ chức đại hội lần thứ 6 nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự đại hội có giáo sư nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy ông Trần Giang Cần, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ông Hoàng Giang Liên, các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, đại diện hội văn học nghệ thuật các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Chinh, Chính Long, Bình Phước, Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện các sở ban ngành địa phương trong tỉnh cùng 143 đại biểu đại diện cho gần 400 hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh hiện có 8 chi hội, hội trực thuộc với 378 hội viên. Ngoài ra còn có 6 chi hội, hội chuyên ngành trung ương sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Nhiệm kỳ qua, đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà ngày càng phát triển về số lượng và khả năng sáng tạo, đạt giải thưởng cao tại các cuộc thi liên quan cấp khu vực quốc gia. Riêng giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Thông được trao 4 năm một lần cho các tác giả trong ngoài tỉnh có công đóng góp, có tác phẩm nổi bật. Hội đã phát huy vai trò tập hợp đoàn kết định hướng cho lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh. Mặt khác, sự quan tâm, lãnh đạo kịp thời của đảng đối với hoạt động văn học nghệ thuật là động lực để văn nghệ sĩ phấn khởi sáng tác, đưa văn học nghệ thuật tỉnh nhà tiếp tục phát triển. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội Bầu ban chấp hành Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật khóa 6, nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 15 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Lành tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh khóa 6. Đồng chí Nguyễn Công Toại giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy ông Trần Giang Cần ghi nhận biểu dương những thành tích đóng góp quan trọng của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà tiếp tục phấn đấu sáng tác tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật, vừa kế tục truyền thống, vừa theo kịp sự vận động phát triển của tỉnh, đảm bảo đúng định hướng chính trị, duy trì nâng cao chất lượng giải thưởng Nguyễn Thông, đẩy mạnh sáng tác về học tập làm theo tấm cương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao và mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội 10 đảng bộ tỉnh đề ra dịp này có 39 cá nhân dinh dự nhận kỷ niệm chương về sự nghiệp văn học nghệ thuật Việt Nam, 10 tập thể và 12 cá nhân nhận giấy khen của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh do có thành tích xuất sắc trong hoạt động gian học nghệ thuật. Khối Đảng thành ủy Tân An đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức nhằm đánh giá công tác năm 2015, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Kim Lân, Bí thư Thành ủy cùng toàn thể cán bộ công chức các cơ quan khối Đảng Thành ủy đến dự. Báo cáo tổng kết công tác của các cơ quan khối Đảng trực thuộc Thành ủy thành phố Tân An đã đánh giá đầy đủ những kết quả mà tập thể đạt được trong năm 2015 cũng như những tồn tại hạn chế cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Báo cáo cũng đề ra những nhiệm vụ và chỉ tiêu cần đạt được trong năm 2016, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2016. Theo đó, toàn thể cán bộ công chức khối đảng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết các vụ khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tổ chức tốt việc quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và quyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục xây dựng chi bộ và cơ quan dưỡng mạnh. Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2015, có trên 90% cán bộ công chức đạt lao động tiên tiến, 15% đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Ngoài ra, các cá nhân được tặng nhiều bằng khen và giấy khen, có nhiều chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Tại hội nghị, toàn thể cán bộ công chức khối đảng đã biểu quyết 100% thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong năm 2016. Sáng nay, ngày 5 tháng 1 năm 2016, Quyền Chính Hưng tổ chức hội nghị quán trị kết quả hội nghị trung ương lần thứ 13, ban chấp hành trung ương khóa 11. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư huyện ủy Chỉnh Hưng, báo cáo nhanh kết quả cho các đồng chí là huyện ủy Chiên, trưởng phó các phòng ban ngành đoàn thể huyện. Báo cáo diện quyền quỹ, quỹ chiên huyện ủy, ủy chiên ban kiểm tra huyện ủy, lãnh đạo các xã thị trấn. Theo đó, hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 13 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 12 năm 2015 tại thủ đô Hà Nội tại hội nghị đã bàn và cho ý kiến về các vấn đề như tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu quốc hội, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ đảng viên chạy nhân chân, và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội lần thứ 12 của đảng. Báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa 11, báo cáo tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ đại hội 11. Công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12 và nhân sự Quỹ ban kiểm tra Trung ương khóa 12. Dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, dự thảo quy chế bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, trên Đại hội 12 của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 13 chiều qua, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã quyết định triệu tập Đại hội 12 của Đảng từ ngày 20 tháng 1 năm 2016 đến ngày 28 tháng 1 năm 2016 tại thủ đô Hà Nội trong đó phiên trù bị sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 1 và khai mạc chính thức vào ngày 21 tháng 1 năm 2016. Sáng nay, 5 tháng 1 năm 2016, bà Nguyễn Thị Hiền, ông Nguyễn Văn Thật và ông Bù Quốc Bảo, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đơn vị huyện Cần Đức, đã có buổi tiếp xúc với gần 60 cử tri thị trấn Cần Đức, huyện Cần Đức. Cùng tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri, còn có lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện Cần Đức và lãnh đạo thị trấn Cần Đức tại buổi tiếp xúc cử tri cũng phản ánh nhiều vấn đề mình quan tâm như ngành điện trong quá trình triển khai hệ thống điện hạ thế điện kế riêng cho hộ gia đình ngoài việc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật cần chú trọng đến cảnh quan môi trường tình hình lục bình phát triển nhanh trên sông rạch gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt sản xuất nhiều năm qua nhưng chậm được khắc phục nhà nước cần chú trọng phát triển các khu cụm công nghiệp trên địa bàn bảo vệ việc làm cho lao động địa phương hạn chế tình trạng quy hoạch treo gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân Công trình nâng cấp đường tỉnh 826B chậm được thi công, gây nhiều khó khăn cho người dân. Đặc biệt tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi được người dân đặc biệt quan tâm. Kiến nghị ngành chức năng cần có biện pháp xử lý triệt để. Cử tri Lưu Kim Lý, thị trấn Cần Đức có kiến nghị. Thời gian gần đây thì bà con cử tri của chúng tôi nghe tin có nhiều tỉnh thành trong cả nước có sử dụng chất cấm tạo nạc trong chăn nuôi thì tình hình này ở trong tỉnh Long An mình có hay không và đã ảnh hưởng mức độ như thế nào thì chúng tôi kính mong các ngành chức năng ở tỉnh có quan tâm có biện pháp để mà khuyến cáo người nuôi để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Long An, ông Nguyễn Nhân Thật giải trình một số vấn đề cử tri phản ánh, những vấn đề không thuộc thẩm quyền đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận phản ánh các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Sáng nay, Quyện Đức Hòa tổ chức hội nghị chi trả trợ cấp một lần theo quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ tại Ban Chỉ quy quân sự quyện. Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, Phó Chủ tịch ủy ban Nhân dân Quyện Đức Hòa, trưởng ban chỉ đạo 24 quyện tham dự. Đây là đợt chi trả lần thứ 9 cho 144 đối tượng thuộc hệ quân đội, với tổng số tiền trên 571 triệu đồng. Trong 4 năm qua, thì quyền Đức Hòa đã khảo sát 1.890 đối tượng theo quyết định số 62 và đã tổ chức chi trả cho 8 đợt với 1.649 đối tượng. Tổng số tiền chi trả gần 6,7 tỷ đồng. Hiện nay, thì quyền còn hơn 200 hồ sơ đã gửi về tỉnh chờ giải quyết. Theo thống kê của ngành chuyên môn quyền Tân Hưng, trong tổng số 38.000 hectare được gieo xạ trong vụ đông xuân 2015-2016 này, thì hiện có trên 4.000 hecta trong giai đoạn chính chờ thu hoạch. Tuy nhiên, hiện đã có hàng chục hecta bị đổ ngã. Số diện tích này tập trung ở hai xã hưng tiền và Hương Điền B. Dù đông xuân năm nay, bà Nguyễn Thị Đá ấp gò pháo xã hưng Điền B gieo xạ được 5 hecta lúa nếp và hiện đang trong giai đoạn chính. Bà Nguyễn Thị Đá cho biết, vào thời điểm nếp trổ đều thì bị mưa. Thêm vào đó là nếp năm nay phát triển tốt, cây cao và sáng sớm lại có nhiều sương mù, nên 5 hecta nếp của bà bị đổ ngã. Do bị đổ ngã sớm, lúc nếp mới ngậm sữa, nên hiện số bông nằm bên dưới đã chuyển sang màu đen và lép hoàn toàn. Bà Nguyễn Thị Đá, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng cho biết. Tại giờ, lúa năm nay, vô vụ lúa chỗ bây giờ nó thất mồi lắm rồi, lúa sập, hao hết hết 30%. Bây giờ không biết làm sao nữa, tới cắt đây rồi không biết còn được bao nhiêu nữa. Rồi cắt lúa sạch bây giờ là cắt bằng đôi, mẫu thành hai mẫu, giờ chuột bọ phá quá trần rồi giờ hư hao dữ lắm rồi con mặn năm nay chắc lỗ quá Quý thính giả vừa theo dõi nội dung phần tin trong tỉnh. Tiếp sau đây là những thông tin trong nước và thế giới đáng quan tâm. Sáng nay, năm tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự hội nghị tổng kết năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016 kế hoạch 5 năm 2016-2020 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Năm 2015, trong bối cảnh chịu nhiều tác động bất lợi của thời tiết khí hậu và thị trường tiêu thụ, song ngành nông nghiệp đã vượt qua khó khăn thách thức, đó phó kịp thời có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thời tiết, tích cực triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành trên tất cả các lĩnh vực và đạt được kết quả tích cực trên các mặt công tác nổi bật là tốc độ tăng GDP đạt 2,41%, trong đó nông nghiệp tăng 2,28%, lâm nghiệp tăng 7,92%, thủy sản tăng 3,06%. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, góp phần phát triển kinh tế ổn định chính trị và bảo đảm an sinh xã hội của cả nước. Thu nhập của người dân nông thôn năm 2015 tăng khoảng 2 lần so với năm 2010, đạt mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng 11 đề ra. Năm 2016, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thúc đẩy phát triển nông thôn và thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn, tăng cường năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phát triển nghiên cứu khoa học khuyến nông và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, phát triển thị trường tiêu thụ nông sản, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp tăng cường cho nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm. Bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý ngành. Phong viên POV thường trú tại Bắc Kinh cho biết vào khoảng 7 giờ sáng 5 tháng 1 theo giờ địa phương tại thành phố Ngân Xuyên, thuộc khu tự trị dân tộc hồi tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc. Một xe buýt đang lưu thông trên đường đã đột ngột bốc cháy và bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ sau khoảng mấy phút người phát ngôn của cơ quan phòng cháy chữa cháy khu tự trị cho biết, lực lượng cứu quả nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, tuy nhiên đã có ít nhất 14 người thiệt mạng và 31 người khác bị thương. Đám cháy gây ra thương vong lớn do rất nhiều người bị kẹt trên xe. Những người bị thương đang được đưa đến bệnh viện điều trị. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc. Thưa quý vị, chương trình Thời sự chiều nay trên sóng phát thanh của Đài phát thanh và truyền hình Đông An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Quảng Trương biên tập, cùng cấp phát thanh viên Kim Trúc và Thái Dương thể hiện trước máy. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.